Yo, hello, what's up, chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đúng không nha. Chào anh em game tại channel từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chúc vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xin like và một subscriber của channel phát triển nha, cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến S33 anh em, quay vui chơi bên con nào anh em, nhập code quà một sự kiện, cập nhật luôn sự kiện mới của game anh em, xem có gì hot không. Hôm qua thì bên fanpage có sự kiện voucher thế mà đến giờ tôi bảo mất rồi anh em. Tối thế Nami mới lên cái bài dự đoán, dự đoán tỷ số đá bóng thì phải hay gì đấy nhờ, phải không? Có ta hay tôi nhớ nhầm, chắc có khi nhớ nhầm anh em. Chả thông báo gì hết anh em, nhóm chứ cũng vậy các bạn, im lặng lắm, chả gì hết. Thế này là hôm nay buồn chán anh em, chúng ta lại về với con S33. Ok, nó qua đây chơi anh em nhá. Qua đây thì pull code quá thôi. Tầm này thì còn gì nữa, còn gì chơi đấy thôi anh em. Hiện tại game mới có thêm hai thêm code mới đấy anh em, đây này cũng đều có đèn dùng chung thôi. Đó, anh em nào chưa nhập thì tranh thủ nhập. Bây giờ thì tôi nhập đây anh em, trưa này chắc lên kèo anh em, còn mấy quả kèo đập thùng nữa là đốt cho anh em cho xong. Còn mấy bạn đang còn dỡ mấy kèo đập thùng nữa các bạn. Ok, ok các bạn, ở đây này có đấu trường quân ra, ui quả nhiều đấy nhờ, cũng coi yo. À ừ, này mới là FP nhỉ, đúng rồi anh em, cũng được ấy. 12k hơn kim cương các bạn. Rồi, bắt đầu vào tiến hành quay sự kiện thôi. Cửa hàng thu hoàn đồ cho anh em. 100 thùng bia. 100 xu vòng quay. Tiếp theo là 100 cốc bia vàng anh em. 2 form linh chỉ 10 sao. Cái này nhìn cũng đổi được 2 form nhưng mà tôi nhớ như tôi đổi được 2 form anh em. Nếu tôi nhớ mà đúng rồi, thế này đổi được 2 form anh em, đúng rồi. Đổi lốt cho xong các bạn rồi. Ở đây thì được 20 lần anh em. Nước mắt Mantari, ở đây đang thiếu nhờ. 2m4, sốc kim cương thì vào đây nằm nhẹ 40 thôi anh em. 50 lần. 400 xu vòng quay. Thường thường như hết chưa nhờ? Ừ, hết rồi anh em. Hết rồi ấy. Biết là vé thành tay không anh em? Sợ nhất là không còn vé thành tay nha. Còn 500 xu quay các bạn. À này theo tôi nhớ là không còn vé thành tay đâu các bạn. Ui giời, 200 kim cương. Có mấy ông mở được 100 thùng bia cho đấy anh em. Ảo thật đấy. Thề nhiều bạn nhân phẩm giá man luôn. Thù. Đúng toang thật các bạn. Như không có anh em. Nếu tôi nhìn không nhầm thì như là không có xu hồng quay các bạn ạ. Hơn là không có vé thành tay anh em. Ờ, thì chai hát phát anh em, giờ tôi sẽ đi xử xương xương qua hơn 500 xu với cả cốc bia vàng nha. Xong tôi quay anh em coi. Ok, xong các bạn. Vừa tròn xong luôn. Ui, Godzilla, ngon nhỉ. Từng S anh em. Xương xương được thêm 355 thùng bia nữa. Rồi, cũng được anh em, có nhiều chờ đấy các bạn. 177 thùng bia. Ok, bắt đầu vào việc thôi anh em. Mì Hoắc à, khởi đầu ra đố Mỹ Hạnh các bạn. Kaku tiếp tục nào. Rách Hạn Hán anh em. Cũng được, xương xương cũng được anh em. Ok tiếp tục nào. Ok tới luôn, Lizin. Mấy nhiều như 300S rồi anh em. Ít nhưng mà chất lượng anh em. Xem có ra được Zoro hay là ấy không anh em. Chị đẹp Uta. Ra được một cho hai người thôi, tuyệt vời rồi. Nhưng mà khởi đầu 300S này tôi nghĩ 70 thùng bia này thành cỏ rác rồi các bạn. Khả năng là không ra được cái gì đâu. Nhìn là thấy là bạn nghi lắm. Ok Sanji. À đây ui Uta anh em. Ô kìa. Tập nào không để ý anh em ra chị đẹp Uta này. Yeah. Căng nhờ. 400S rồi anh em. 170 thùng một căng đấy nhờ. Làm cho quả X2 Uta nữa. Dạ úp 10 sao cho anh em xem chơi. Giờ mới được 8 sao thôi. Ok các bạn.
thêm một chị đẹp Uta nữa. Hiện tại có hai chị đẹp Uta trong túi rồi anh em. Hết cốc bia. Đi mở form nào. Để xem form hiện tại nó đã dễ ra Uta cho anh em. Thề mà cái form này là một trong những cái mở mà phải trong cái mùa này tương mới này cực kỳ là oanh tạc luôn anh em. Không ra các bạn ạ. Thề. Ít nhiều không ra anh em có mở cái form này này. Còn ngẫu nhiên hôm bữa tôi mở được một lần anh em. Nhưng là vẫn là đen tôi đóng có đi rồi nhưng mà đợt này tương mới nhà phát hành pick quá nhưng mà cũng chả sao anh em. Cố đợi đến hết tuần sau tuần nữa thôi anh em, 2 tuần đến tuần thứ 3 là nó vào quyển AL cái là thôi. Xác định E5 một đám. Thôi tôi chuẩn bị sẵn rồi. Nhà lanh quanh này mới được chỉ được có được hai chị đẹp Uta. Để tính xem nào. À còn cái của anh em, từ từ. Nhớ quên anh em thám hiểm này. Bên này gì ta? Ok, này cốc bia vàng thì cũng được các bạn. Đây cốc bia vàng xài tạm các bạn. Ok, tới nào. Ok, tới nào anh em. Ok, xong. Lộn qua 90 cốc bia vàng. Nhiều 144 nữa anh em. Hỏi đập chơi anh em. Đập chơi sương sương các bạn. Inazuma. Tới nào. Tiếp tục. Deccan. Ok, cũng được đấy anh em. Gần xong rồi. Uầy, không biết một anh em quay sự kiện thế nào rồi. Tưởng Uta phải công nhận rất là mạnh anh em nhưng mà kiểu không lâng lên được anh em, cũng cay đứng nhìn không ra. Miết mấy sự kiện rờ riết toàn đứng nhìn thôi anh em. Cay giá man mà không làm gì được. Ok, tiếp tục nào. Sao? Zero. Ok. Lộn qua qua. Ngọc Vega. Ố. Rồi. Thế có ông nổ ra được quả cam nghe đỉnh thế nhờ. Cái đó lại không phải là mình các bạn. 10 thùng bia tiếp theo. Hết rồi. Hết rồi. Giờ có chơi tiếp thì ném xúc xắc thôi anh em. Mà ném xúc xắc một này nó thật là cũng không ngon lắm anh em. Không khoái lắm. Nhìn thấy cũng hơi ngán. Nguồn anh quanh sự kiện mùa này thì cũng hết rồi anh em. Giờ có lên cấp tướng thôi. Thức tỉnh Uta thì cũng nên được 6 sao. Nhận được thêm form để chả làm được gì. Ok. Cửa hàng không dọn rồi à. Zero bên này bên E3 rồi anh em. Mùa này không ra thêm được cháu nào nữa. Cho nó chưa ra được thêm cháu nào nữa các bạn. Chứ nó không ra thì không đúng. Ok, đi nâng cấp đi. E3 nhưng lên được 100. E430. Đúng rồi. Mùa dành như nâng cấp cho anh 3 các bạn. 899 100. Hôm nay như có mở đầu bánh nhỉ, đúng rồi quên. Hôm nay có mở đầu bánh nữa mà. Xem nữa quên anh em. Ok, quên kinh kinh như này thấp anh em. Ok, OD nào. Được có mấy ván này toang rồi anh em. Xu này 20 xu. 30. 40. 50. 5.
60, 60 xu, 65, được 65 xu rồi. Đây rồi anh em. Ồ, 80 xu đồ đâu các bạn. Hơi được một vô nượt đấy anh em. Nượt nữa đừng nhiều không? Xem là ra check xem đừng nhiều không đây anh em. Được thì chơi không thôi. Được thì mới chơi các bạn. À, đâu cần đâu anh em. 40 4 vòng nữa thôi, được thêm 5 xu. Đúng chạm thua. Rồi, video này quẩy thế thôi anh em. Clip chắc kết thúc đây nha. Hẹn gặp anh em ở clip theo. Cảm ơn mọi người theo video kênh Tự Tử Đường Phố rất nhiều. Hẹn gặp mọi người clip theo. Bye bye mọi người.